Dạ vâng, audio Đạt Cửu Bắp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Dạ bữa hôm nay audio Đạt Cửu Bắp sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một con đài cassette sáp GF939 huyền thoại. Dạ, dạ máy là về còn khá đẹp, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Đây em sẽ quay cận cảnh cho các bác. Đây cái phím xi loa còn rất là sáng. Bàn phím nè, còn rất là đẹp. Cái này hàng châu Âu về nha các bác, coi đây là còần rất là đẹp. Cái này hết cần chỉnh cái qua laser. Đặc biệt là máy là sử dụng điện 220 luôn nha các bác. Có các chế độ như là tap, line, radio, mono và chi tê. Cái này nút nguồn, cái này volume tổng. Cần chỉnh bass chép, mic. Radio của em này thì là full 1/8, bắt được tất cả các đài Việt Nam. Đây, sẽ quay cận cảnh cho các bác theo dõi. Đây là cái cán sách rất là sáng, máy rất là còn liền lạc, hàng nguyên bản từ bên kia về nha các bác. Giờ em sẽ quay lại cái mặt sau cho các bác. Đây mặt sau còn rất là đẹp. Đây là cái cổng layout, cổng lay-in. Đây là nắp pin. Ở đây là cắm nó dây nguồn. Dạ, cái nguồn này bên đây là cổng DC 15V, còn nguồn AC thì là 220V. Đây là tem của máy đây. Modern Isaban đàng hoàng. Dạ, máy còn rất là đẹp. Mặt bên hông ở đây. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần mà test chất âm của máy. Và các bác nhớ theo dõi giờ. Em test cái phần mà cassette trước giờ. Người yêu tôi có hạnh phúc. Đặc biệt là cái có cái đèn nhịp đây rất là đẹp. Bây giờ mình test về cái phần mà radio. Đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Dạ. Cái điều trị tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược, các anh gọi là thuốc tây giảm cái triệu chứng cho bệnh nhân thì có một. Nói cho đúng. Chứ nhiều khi á là mình lỡ miệng mình nói ra cái đáp án mà cái gì là cái kiểu như là lỡ miệng. Các thảo dược trong điều trị nó. Với sản xuất
giống như một thành phố Tây Phương trên núi. Vâng, và ở Haitina thì mùa đông đang đến gần, và nếu các bạn đi du lịch nơi này thì hãy chuẩn bị tận hưởng những ngày tuyết rơi với bộ môn trượt tuyết. Ngoài ra, đất nước Argentina có rất nhiều địa điểm mà du khách có thể tận hưởng những hoạt động ngoài trời, các hoạt động với tuyết, núi non và ẩm thực đặc trưng của vùng núi. Và một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trong mùa đông. Dạ vâng, em sẽ kết thúc cái phần mà review cái máy cassette Sharp GF979 ở đây. Và em bán với cái giá là 9.200.000 đồng. Và em có ship hàng đến toàn quốc. Bác nào có nhu cầu sở hữu thì liên lạc với em qua số điện thoại 0938303454. Dạ vâng, Audio Đặt Cược Bắp xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn.